Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo dự báo thời tiết ngày mai, mưa dông tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trung Bộ nắng nóng vẫn chưa hạ nhiệt, nhiệt độ nhiều nơi trên 37 độ. Vậy chi tiết thời tiết ngày mai thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Theo dự báo thời tiết ngày mai của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Tổng lượng mưa đo được từ 40 đến 70mm, có nơi trên 130mm. Từ ngày kia mưa lớn có xu hướng giảm dần. Trước khi xảy ra mưa dông, sáng và trưa Bắc Bộ trời có nắng, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi ở mức 34 độ. Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết ngày mai và ngày kia ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 65%. Nắng nóng ở khu vực này còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo thời tiết ngày mai dự báo mưa dông vẫn tiếp tục xảy ra ở khu vực này vào chiều tối. Trong mưa dông cần đề phòng với hiện tượng dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Trưa chiều khu vực này vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, Nam Bộ nhiệt độ cao hơn ở mức 31 đến 34 độ. Thời tiết Hà Nội ngày mai. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội có mây, có mưa vừa và dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Dự báo chi tiết thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước. Thời tiết phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm và sáng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thời tiết phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thời tiết từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời tiết từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Từ chiều tối và đêm nay đến hết đêm mai, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày kia mưa lớn có xu hướng giảm dần, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 19 giờ ngày hôm nay đến 19 giờ ngày mai có mưa với tổng lượng mưa từ 40 mm đến 70 mm, có nơi trên 130 mm.
Từ 19 giờ ngày mai đến 19 giờ ngày kia có mưa với tổng lượng mưa từ 30mm đến 60mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày cuối tuần. Tin dự báo nắng nóng ở khu vực Nghệ An đến Bình Định, dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ. Ngày mai và ngày kia ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 65%. Thời gian nắng nóng từ 11 giờ đến 17 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin cảnh báo mưa dông, lốc, gió giật mạnh tại khu vực nội thành Hà Nội. Trung tâm cho biết hiện trạng trong 3 giờ qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy mây đối lưu từ phía Nam đang gây mưa cho khu vực các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên và các quận Hà Đông, Hoàng Mai. Trung tâm cảnh báo trong khoảng 10-15 phút tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, gây mưa dông cho các khu vực kể trên và các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội như quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Còn Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 10 ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng gián đoạn vào ban ngày, nhiệt độ có thể tăng nhẹ, nhưng đến chiều và tối thì xác suất xuất hiện mưa rào rất cao, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có khả năng gây ngập cho một số tuyến đường. Dựa trên các dữ liệu về ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết định vị sét trong nhiều giờ qua cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm dông, sét địa bàn các tỉnh phía Nam như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, mây dông xuất hiện nhiều tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ và Nhà Bè. Trong những giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó còn có khả năng phát triển mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác theo hướng Tây Nam, Đông Bắc. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 30mm. Dự báo đến tối và đêm nay, thời tiết khu vực thành phố sẽ ít mây, không mưa, không khí mát mẻ, nhiệt độ nằm trong khoảng 26 đến 28 độ. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 10 ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Đặc biệt, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra xuất hiện kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, mưa đá, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông hay làm việc ngoài trời. Ngoài ra, người dân cần đề phòng nguy cơ mưa lớn gây ngập cho một số tuyến đường về thời điểm chiều và tối. Trên toàn khu vực Nam Bộ, dự báo từ 2 đến 7 ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày thứ Bảy trở đi, mưa có xu hướng tăng dần và xảy ra ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Thượng nguồn mưa lớn tín hiệu vui cho cơn khát điện ở miền Bắc. Thưa quý vị, ngày hôm nay, nhiều nơi tại miền núi phía Bắc đã có mưa, góp phần cải thiện lượng nước với các hồ thủy điện, góp phần giảm bớt căng thẳng trong việc sản xuất điện. Thông tin với VTC News, chiều muộn hôm nay, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, hôm nay ở miền Bắc đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi trên 100mm. Tại khu vực biên giới, lượng mưa trung bình từ 16 đến 50mm. Tại sông Gâm và điểm đầu sông Thao, khu vực Lào Cai mưa to từ 51 đến 100mm. Tại Hà Giang, lượng mưa ở Vũ Quang đo được trên 100mm. Dự báo từ ngày hôm nay đến cuối tuần, lưu lượng nước trung bình đến các hồ chứa trên sông Đà sẽ tăng nhẹ. Lượng nước về các hồ thủy điện dự kiến như sau: hồ Lai Châu 280 đến 350 m³/giây, mực nước hồ tăng 3,5 đến 4 m. Khu vực Lai Châu, Sơn La có khả năng đạt mức 400 đến 600 m³/giây, khiến mực nước hồ Sơn La tăng 0,8 đến 1,3 m. Khu giữa hồ Sơn La, Hòa Bình đạt 400 đến 500 m³/giây, mực nước hồ giảm 0,3 đến 0,5 m. Tính mực nước hồ theo giả thuyết không phát điện.
với tình hình thủy văn tốt lên cùng với các tổ máy nhiệt điện được khắc phục, hy vọng sẽ góp phần giảm bớt căng thẳng trong việc cung cấp điện cho miền Bắc những ngày sắp tới, ông Hòa nói. Trước đó, ông Phạm Văn Vương, giám đốc nhà máy thủy điện Hòa Bình cho biết nếu khai thác tối đa công suất liên tục thì chỉ đến 13 ngày là hồ thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết và không thể vận hành tiếp. Những ngày gần đây tuy đã có mưa nhưng lượng nước đổ về không nhiều, lưu lượng nước đạt 103m, trong khi quy định mực nước tối thiểu là 81,9m nên công suất phát điện vẫn còn thấp. Thời gian qua do phát liên tục nên lượng nước tại hồ chỉ còn 102m. Mực nước này thấp hơn so với mực nước dâng thông thường 15m và chỉ còn cách mực nước chết 22m. Theo Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Trần Việt Hòa, đến thời điểm này, tổng công suất nguồn lớn nhất miền Bắc đạt 18.580 MW, trong đó công suất lớn nhất của thủy điện là 3.800 MW. Các chuyên gia khuyến cáo dù tình hình thủy văn có thuận lợi hơn song nắng nóng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng điện cao, do đó các nhà máy thủy điện cần vận hành linh hoạt, tăng cường tích nước các hồ thủy điện. Trong khi đó, người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện nhằm tránh áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhất là ở miền Bắc. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.